Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình đối thoại phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Thưa quý vị, trong 6 số đối thoại để bàn về chủ đề chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể lên thành doanh nghiệp thì chúng tôi đã cùng các khách mời bàn luận về việc là chuyển đổi hộ kinh doanh lên thành doanh nghiệp có phải nhằm mục tiêu là đạt 1 triệu doanh nghiệp của năm 2020 hay không. Những rào cản về tâm lý, những rào cản về thủ tục, về chính sách thuế khiến cho các hộ kinh doanh không muốn chuyển đổi lên thành doanh nghiệp và những cách thức để chúng ta có thể khuyến khích những hộ kinh doanh đủ điều kiện chuyển đổi lên thành doanh nghiệp. Ngày hôm nay thì chúng tôi mời tới trường quay đối thoại các khách mời để tiếp tục bàn về chủ đề này. Ngoài ra thì cung cấp thêm cho quý vị khán giả là liên quan đến thông tin là đề nghị bổ sung hộ kinh doanh và đối tượng điều chỉnh của luật doanh nghiệp khi mà thảo luận về dự thảo luật doanh nghiệp sửa đổi tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội 14 thì đây là một thông tin có lẽ là rất nhiều quý vị khán giả đang quan tâm. Tham gia chương trình đối thoại tuần này, tôi xin được giới thiệu sự có mặt của các khách mời. Bà Đinh Thị Quỳnh Vân, Tổng Giám đốc PwC Việt Nam. Luật sư Nguyễn Xanh Huế, Chủ tịch Công ty Luật Trách nhiệm Hữu hạn Hừng Đông. Bà Nguyễn Minh Thảo, Trưởng ban Môi trường Kinh doanh và Năng lực Cạnh tranh, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương. Vâng, trước tiên là chúng tôi cảm ơn ba khách mời đã đến với chương trình đối thoại ạ. Và như tôi giới thiệu thì sau số đối thoại đầu tiên với sự tham gia của 18 khách mời cũng đã có rất là nhiều ý kiến phân tích về việc là chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể lên thành doanh nghiệp, những cái vấn đề mà tôi vừa đề cập ở phần giới thiệu đầu. Thì tuy nhiên ngày hôm nay chúng tôi rất là mong lại được nhận thêm những ý kiến khác của các khách mời liên quan chủ đề này, những góc nhìn mới và thông tin mới cho quý vị khán giả. Thì trước khi mà chúng ta bàn tiếp vào chủ đề này thì xin mời các vị khách mời cùng quý vị khán giả và đón xem một phần tổng hợp sau đây của chúng tôi. Trước đây từng kinh doanh với mô hình hộ kinh doanh nghiệp này cho biết quy mô kinh doanh nhỏ, hạn chế về chất lượng nguồn nhân lực. Hầu hết các hộ kinh doanh đều lúng túng trước các vấn đề quan trọng như pháp lý, nghiệp vụ kế toán, quản lý, tin học. Hộ kinh doanh cá thể thì chúng ta làm tức là theo cái doanh thu thường nó sẽ phù hợp giống là mưu sinh, tức là kiếm sống trong gia đình. Ví dụ một cái hộ sản xuất làm bánh, làm bún hay là gì đó thì người ta làm để nuôi sống gia đình. Nhưng mà khi mà mang một cái tầm vóc lớn hơn, khi mà qua cái mô hình doanh nghiệp thì các cái hộ kinh doanh sẽ có ý thức tốt hơn, làm những cái sản phẩm nó sẽ chất lượng hơn, cũng giống như là cam kết về cái trách nhiệm của mình nó sẽ lớn lao hơn, cũng như là chúng ta cũng dễ dàng là được hỗ trợ từ phía ngân hàng phát triển doanh nghiệp. Có ví dụ lúc đó thì chúng ta sẽ có những cái con dấu pháp nhân, chúng ta làm việc với những cái đối tác khách hàng lớn hơn, ví dụ như chúng ta vào siêu thị nó cũng sẽ dễ hơn. Mặc dù thời gian qua thực hiện mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp đến năm 2020 theo nghị quyết 35, nhiều chính sách đã được ban hành, các địa phương đã triển khai nhiều chương trình hành động để hỗ trợ bộ phận này chuyển đổi lên doanh nghiệp. Tuy nhiên theo khảo sát tại các địa phương, trong số doanh nghiệp được thành lập mới hiện nay thì số lượng chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên là rất ít. Thực tế cho thấy số hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp trong thời gian qua vẫn còn khá khiêm tốn. Bây giờ thì chúng ta đã đang có một trở ngại cho hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp, hay là cho cái việc quy định các hộ kinh doanh trở thành doanh nghiệp, là hiện nay thì chúng ta đang áp dụng một cái cơ chế quản lý tài chính, một cái chế độ kế toán và chế độ thuế cho các cái doanh nghiệp siêu nhỏ cũng giống như các cái doanh nghiệp lớn. Điều này là không hợp lý. Ở mọi nước trên thế giới, các doanh nghiệp siêu nhỏ bao giờ cũng được áp dụng một cái hệ thống kế toán riêng, như là kế toán đơn hay là cái thuế của họ là thuế khoán. Các cái thủ tục hành chính đơn giản nhất, thủ tục thanh tra kiểm tra giản tiện nhất. Tất cả những điều này sẽ khuyến khích hình thành các cái doanh nghiệp siêu nhỏ trong nền kinh tế. Hiện nay nguyên nhân được đề ra cho thực trạng này là chính sách thuế chưa hiểu về quyền nghĩa vụ lợi ích khi chuyển đổi. Mặc dù tạo điều kiện về nhiều mặt, song phần lớn hộ kinh doanh vẫn còn mang trong mình tâm lý e ngại. Hai là người ta không muốn lên, bởi vì là thủ tục của một cái doanh nghiệp về mặt khai báo thuế, về mặt sổ sách, về mặt kế toán, rồi mặt yêu cầu của nhân sự này nọ của một cái doanh nghiệp là khó. Trong khi đó, đối với các doanh nghiệp, các cái hộ kinh doanh cá thể, người ta thấy rằng cái đó là một cái gánh nặng cho họ. Tâm lý e ngại về thủ tục, sợ gặp phiền hà trong quá trình hoàn thiện hồ sơ. Phần lớn các chủ hộ kinh doanh thường chưa qua đào tạo các kỹ năng về kinh doanh, trong khi chuyển đổi thành doanh nghiệp đồng nghĩa với việc phải lo sổ sách, kế toán, chứng từ, tạo ra sự e ngại. Trong thời gian vừa qua chúng ta thấy cái nổi lên của một cái hiện tượng là cho vay nặng lãi. Thì hiện tượng này là chủ yếu là các hộ kinh doanh cá thể họ không có cái điều kiện hoặc là chưa đủ điều kiện để tiếp cận đến cái vốn vay của chính thức của ngân hàng.
thì họ mới tìm đến cái vốn vay là không chính thức, phi chính thức, là tín dụng đen. Thì qua cái sự kiện này đó thì chúng ta thấy là cái hộ kinh doanh có thể thực sự là họ cũng còn khó khăn trong vấn đề vốn và tiếp cận cái nguồn vốn. Một vấn đề đáng lưu tâm hiện nay là các hộ kinh doanh cá thể đang làm ăn kinh doanh có đăng ký kinh doanh, tạo việc làm và đóng góp vào nền kinh tế. Về bản chất, bộ phận này hoạt động như một loại hình doanh nghiệp, nhưng bộ phận này nằm ngoài phạm vi các văn bản luật. Điều này khác biệt so với các nước trên thế giới. Có thể nói là theo quy định của luật doanh nghiệp hiện nay thì hộ kinh doanh không phải là đối tượng điều tiết của luật doanh nghiệp. Và chính vì vậy, luật doanh nghiệp hiện nay thì đang là bộ luật của 700.000 doanh nghiệp ở thời điểm hiện nay. Và cái điều này thì nó rất là khác biệt so với quan niệm về doanh nghiệp trên toàn thế giới. Ở các nước trên thế giới thì các hộ kinh doanh, các cá nhân kinh doanh cũng là một loại hình doanh nghiệp. Và chính vì vậy cho nên tôi đề nghị là trong thời gian tới, trong cái sửa đổi luật doanh nghiệp này, thì phải là cái bộ luật không phải cho 700.000 doanh nghiệp mà còn có cho hàng triệu các cái hộ kinh doanh có đăng ký. Khi chúng ta đưa các cái đối tượng này vào phạm vi điều chỉnh của luật thì tức là chúng ta tạo ra một khung khổ pháp lý để bảo vệ vững chắc các cái quyền lợi của họ và cũng tạo điều kiện cho họ có thể tiếp cận các cái nguồn lực phát triển một cách công bằng hơn và cũng tạo điều kiện cho họ hoạt động trong một cái môi trường nó minh bạch hơn dù là ở quy mô còn nhỏ. Và cái điều này sẽ giúp nâng cấp cái khu vực này và sẽ thúc đẩy phát triển cái nền kinh tế Việt Nam. Có ý kiến cũng cho rằng xét về góc độ chính sách không có bất kỳ văn bản pháp luật nào quy định về địa vị pháp lý, quyền và nghĩa vụ của khu vực này. Thêm vào đó, luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng không đưa đối tượng này vào chính sách hỗ trợ nếu như không chuyển đổi thành doanh nghiệp nhỏ và vừa. Vâng, thưa các khách mời, trong 6 số vừa rồi thì chúng tôi chia thành 3 nhóm chủ đề chính. Thì trong đó thì cũng có những nội dung liên quan đến việc là chúng ta chuyển đổi hộ kinh doanh lên thành doanh nghiệp. Liệu có thể đạt được mục tiêu là 1 triệu doanh nghiệp của năm 2020 hay không? Cũng có rất là nhiều luồng ý kiến khác nhau. Thì trước khi mà chúng ta bàn về cái việc là bổ sung hộ vào trong luật doanh nghiệp sửa đổi ạ, thì chúng ta bàn về cái việc là liệu đây có phải đạt được cái mục tiêu đó không ạ? Thì trước là tôi xin mời ý kiến của bà Thảo ạ. Đúng là trong nghị quyết 35 của chính phủ thì Thủ tướng cũng có chỉ đạo là phấn đấu đặt mục tiêu là đến năm 2020 là chúng ta đạt được 1 triệu doanh nghiệp. Thì tuy nhiên thì khi mà trong cái bối cảnh mà chính phủ chỉ đạo như vậy thì nó cũng có một số những cái yếu tố mà đưa ra cái mục tiêu như vậy. Thứ nhất là tại cái thời điểm đó thì môi trường kinh doanh là một trong những cái nội dung mà chính phủ rất là quan tâm. Và với hơn 600.000 doanh nghiệp vào thời điểm đó thì cái mục tiêu để đạt được cái 1 triệu doanh nghiệp thì là cái kỳ vọng của chính phủ. Bởi vì chúng ta muốn là dỡ bỏ những cái rào cản trong môi trường kinh doanh để mà khuyến khích người dân có cơ hội kinh doanh và họ khởi nghiệp được thuận lợi dễ dàng. Thì đấy chính là cái mục tiêu là phải đặt một mục tiêu cụ thể. Thì để chúng ta có được những cái giải pháp để dỡ bỏ những cái rào cản trong cái hoạt động kinh doanh để mà doanh nghiệp khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp thì đấy là cái mục tiêu. Thế thì tuy nhiên ý, thì có rất là nhiều cái cách thức để mà chúng ta đạt được cái mục tiêu là 1 triệu doanh nghiệp. Thì trong thời gian vừa qua cái thủ tục về thành lập doanh nghiệp, những cái rào cản về điều kiện kinh doanh thì đấy là cũng là một trong những cái cách để mà chúng ta dỡ bỏ đi những cái rào cản, những cái khó khăn và để khuyến khích người dân không thực hiện những cái hoạt động kinh doanh và khởi nghiệp kinh doanh. Tuy nhiên ý, thì cũng bên cạnh đó thì cũng còn những cách thức khác. Thì cái hình thức là chúng ta khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển đổi lên thành doanh nghiệp thì cũng là một trong những cái cách để mà tạo ra được cái mục tiêu, đạt được cái mục tiêu là 1 triệu doanh nghiệp. Thế thì ở đây phải nói rằng là không phải là chỉ cái từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp thì chúng ta mới đạt được mục tiêu này, mà là việc là thực hiện tổng hòa của nhiều những cái biện pháp trong thời gian vừa rồi mà chính phủ đã thực hiện. Thì cái việc mà chúng ta đưa ra những cái văn bản pháp lý để pháp lý hóa cái mô hình kinh doanh này thì cũng giúp cho rằng là các cái doanh nghiệp từ hộ kinh doanh họ có những cái động lực để mà chuyển đổi lên thành doanh nghiệp. Vâng. Thì đây cũng là một kênh rất là hiệu quả. Vâng. Nhưng mà có một số ý kiến cho rằng là khi chuyển đổi lên như vậy thì nó sẽ bền vững, nó sẽ hiệu quả hơn, bởi vì hộ kinh doanh họ đã kinh doanh sẵn rồi, họ gần như đã có một cái nền tảng, hơn là cái việc những doanh nghiệp mới thành lập sau một thời gian thì lại chết đi rồi, chúng ta lại có rất nhiều những hệ lụy khác. Vì vậy nên tôi nghĩ là một số ý kiến cho rằng chúng ta tập trung vào việc này để đẩy mạnh cái việc chuyển đổi thì như vậy là cái mục tiêu chúng ta sẽ dễ dàng đạt được hơn. Thì không biết có đúng không ạ?
Trong một chừng mực nào đó thì tôi nghĩ là quan điểm này cũng cũng có cái tính hợp lý, bởi vì rõ ràng khi mà các cái hộ kinh doanh họ đang có cái mô hình kinh doanh của họ rồi, họ có những cái bạn hàng cũng như có thị trường rồi, thì cái việc kinh doanh của họ thuận lợi hơn rất là nhiều với một doanh nghiệp, với một cái cá nhân mà bắt đầu đi thực hiện cái khởi sự kinh doanh. Tuy nhiên thì tôi cũng đánh giá rằng là đây cũng là một cách thức thôi, chứ không phải là cách thức duy nhất để chúng ta tạo ra được cái sự tăng lên về số lượng doanh nghiệp. Và số lượng doanh nghiệp thì cũng là một cái chỉ số để đánh giá được cái sự phát triển của doanh nghiệp, cái môi trường kinh doanh của một quốc gia. Nhưng mà cái chất lượng của doanh nghiệp thì tôi nghĩ là nó cũng vô cùng quan trọng. Chúng ta chạy theo số lượng doanh nghiệp nhưng mà doanh nghiệp rất là nhỏ bé, li ti thì liệu là có hay bằng là chúng ta có ít doanh nghiệp hơn nhưng mà cái chất lượng doanh nghiệp thì tốt hơn. Thế thì ở đây thì tôi cũng muốn thấy rằng là đây cũng là một cái cách thức mà chúng ta giúp cho những doanh nghiệp, những cái hộ kinh doanh mà họ có cái sự bền vững nhất định rồi, đã trải qua một cái quá trình họ tồn tại ở trên thị trường rồi, thì khi mà họ thành lập doanh nghiệp như vậy thì rất là cái tính bền vững nó sẽ cao hơn. Thì tôi nghĩ đây cũng là một cái sự giải thích rất là hợp lý. Vâng, Phân nghĩ sao? Tôi nghĩ là thực ra trong một doanh nghiệp, nếu như chúng ta nhìn lại về các hộ kinh doanh của chúng ta ấy, thì chúng ta thấy là phần lớn các hộ kinh doanh là tập trung ở trong cái lĩnh vực về dịch vụ nhỏ, ăn uống, rồi là thương mại và sản xuất. Thế thì nó cũng có cái lý do, và chủ yếu là trong các cái ấn của gia đình, và cái mức độ về mặt chuyên nghiệp cũng về chất lượng nó tương đối là thấp. Thế cho nên là chúng ta bảo được là có thể là họ hoạt động lâu dài, họ bền vững, nhưng mà chúng ta phải thấy rằng là kể cả cái mô hình hoạt động cũng như cái đối tượng và các cái nó khá là thấp, như là bạn Thảo nói. Khi mà chúng ta nói đến doanh nghiệp và để có sự cạnh tranh thì nó sẽ cần có những cái đầu tư lớn hơn, nó sẽ cần có cái người có kiến thức cái hơn lớn hơn. Cho nên tôi nghĩ rằng là không nhất thiết là khi mà chúng ta phát triển từ các cái doanh từ các hộ gia đình lên thì nó sẽ tạo được cái sự bền vững và thành công hơn so với lại các cái doanh nghiệp thành lập mới. Và ngoài ra là chúng ta còn có cả ở những cái lĩnh vực khác nữa. Thế cho nên cái đấy thì có thể chúng ta nhìn tới một vài những cái doanh nghiệp hoặc là một số các cái gia đình nhỏ, hoặc là các cái làng nghề, hay các họ có thể gộp lại với nhau để trở thành ấy, thì họ có cái cơ sở. Thế nhưng mà cái đấy nó cũng chỉ là cái nó rất là ban đầu. Nó không lấy gì để làm đảm bảo cho cái sự tồn tại, cho cái sự bền vững về mặt lâu dài. Ngay cả ở đây chúng ta cũng đã nhìn thấy rất là nhiều các làng nghề mà đã thành lập doanh nghiệp lớn, vì một số những cái sự thay đổi trên thị trường họ không thay đổi kịp, họ cũng bị chết rất là nhanh. Thế thì cái đấy tôi cũng không nghĩ rằng là nó là một trong cái phân đệ, một cái mà có thể được coi là nó đảm bảo được cho một cái sự tồn tại. Vì đối với kể cả doanh nghiệp, kể cả các hoạt động các thế, thì cái sự thay đổi, cái sự kết hợp với thị trường nó vẫn là một cái điều rất là quan trọng. Vâng. Nó khá là khác, và đặc biệt với lại cái mô hình đối với hộ gia đình của chúng ta. Thực ra là chúng ta nhìn thấy ở đây, nếu mà mình cũng với cái số lượng như vậy thì tập trung vào họ hoạt động những cái gì, ở những cái lĩnh vực nào, ngay cả việc là có bao nhiêu trong cái số của họ có thể đáp ứng được cái yêu cầu, hoặc là có mong muốn, hoặc là đáp ứng được cái yêu cầu của một doanh nghiệp và có cái khả năng phát triển rộng hơn nữa. Sẽ có rất là nhiều các hộ gia đình họ sẽ không thể phát triển quá, vượt quá được cái quy mô của một cái gia đình đấy. Vâng. Thì tôi nghĩ là chúng họ vẫn có thể vẫn là cái mô hình của họ. Nhưng tuy nhiên chúng ta có 5,5 triệu hộ, mà nếu mà chúng ta chỉ cần một số nhỏ đủ điều kiện và tập trung đẩy thì cũng đã đạt được cái mục tiêu của chúng ta rồi, đúng không ạ? Thực ra thì tôi nghĩ rằng là chúng ta có thể đẩy, hoặc là chúng ta cũng có thể khuyến thích chúng ta, hoặc là chúng ta đưa ra cho họ một cái phương án lựa chọn khác nếu như họ có cái mong muốn phát triển, hoặc là họ cảm thấy rằng là họ có ở. Thì cái đấy cũng là, thì tôi nghĩ rằng là cái đó, cái việc mà chúng ta khuyến khích các cái hộ gia đình thành doanh nghiệp nó cũng sẽ không phải khác gì nhiều lắm so với lại những cái người khác người ta mở một cái doanh nghiệp mới. Nó cũng như nhau cả thôi. Không, đây chỉ là một cái sự lý giải, nó chỉ một cái lý giải như vậy thôi. Vâng, nó cũng không nhất thiết là như vậy. Đấy là một cái nguồn. Vâng. Nhưng mà tôi phải nói là chắc chắn là cái hộ gia đình này nó là một cái nguồn rất là lớn để chúng ta có thể hỗ trợ cho họ. Tôi nghĩ rằng là nếu chúng ta hỗ trợ cho những cái hộ gia đình có mong muốn được phát triển, có cơ hội để phát triển, để tạo thành doanh nghiệp và phát triển lớn hơn, thì đấy là một cái rất là tốt. Vâng. Nhưng không có nghĩa rằng là chúng ta bảo rằng là làm sao khuyến khích hoặc là đẩy cho các hộ này để chuyển đổi trở thành ấy, thì nó lại là một vấn đề khác. Vâng. Tôi nghĩ là tạo cơ hội để họ phát triển khác với cái việc là chúng ta ép họ, hay là chúng ta cố gắng chúng ta đưa ra cái để cho họ chuyển đổi. Hai cái động lực đấy theo tôi là hai vấn đề khác nhau. Vâng, luật sư sao? Theo quan điểm của tôi thì cái việc phát triển cái số lượng doanh nghiệp ấy, thì nó cũng phù hợp với cái xu thế phát triển của những nước
mà đặc biệt là các cái quốc gia phát triển ở lân cận chúng ta, ví dụ như Nhật Bản hay Hàn Quốc hay gần đây là Thái Lan, Singapore, thì cái số lượng mà doanh nghiệp trên đầu người so với đầu dân ấy, thì ở Việt Nam thì tương đối là thấp. Tuy nhiên là tôi cũng muốn nhấn lại cái ý của vị khách mời đây là cái số lượng doanh nghiệp nó không phải quyết định tất cả, mà cái chất lượng doanh nghiệp nó rất quan trọng, nhưng mà chúng ta cần phải có một cái số lượng doanh nghiệp tương ứng vì chúng ta phải đảm bảo được sự phát triển. Thế thì nó, cái việc mà phát triển doanh nghiệp này thì nó có phù hợp với cái nghị quyết 10 năm 2016 của Trung ương là khuyến khích, chúng ta có một cái chủ trương của Đảng về khuyến khích các cái doanh nghiệp, các cái hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp. Thì cái mục tiêu khuyến khích này là gì? Để cho các cái doanh nghiệp có được một cái quy mô quản trị nó chuyên nghiệp hơn, nó năng động hơn và nó phù hợp với cái nhu cầu của khách hàng hơn. Thế thì tôi nghĩ rằng là về mặt chủ trương thì chúng ta dùng cái từ khuyến khích thì là tôi hoàn toàn đồng ý. Tuy nhiên mà khi chúng ta đưa vào luật đấy, thì chúng ta phải tạo ra được một cái hành lang pháp lý và chúng ta phải cho được các cái hộ kinh doanh này họ thấy được rằng là khi mà chuyển đổi thành doanh nghiệp thì địa vị pháp lý của họ là gì. Và tôi thiên về cái hướng rằng là chúng ta phải tạo ra các sức hút. Ví dụ như hiện nay thì chúng ta đều biết rằng là tại sao là họ lựa chọn cái hộ kinh doanh cá thể. Bởi vì thứ nhất là họ kinh doanh một cách tự do, thoải mái. Cái nhu cầu của con người, nhu cầu cao nhất của con người là tự do. Đấy, và họ ít bị ràng buộc. Thứ hai nữa là hộ kinh doanh này, những hộ kinh doanh này là họ những là những hộ kinh doanh mà nhỏ lẻ là rất nhiều. Trên hơn 5,5 triệu hộ đấy thì phần lớn là kinh doanh nhỏ lẻ. Và thậm chí là họ kinh doanh theo mùa vụ. Nếu bây giờ mà họ bị chuyển đổi hoặc là chuyển đến doanh nghiệp thì rõ ràng là họ phải ràng buộc những cái quy định của pháp luật. Ví dụ như là về báo cáo thuế hay là về cái quy mô, cái tổ chức của doanh nghiệp. Rồi thậm chí là một cái ví dụ đơn hình như là khi mà giải thể một cái doanh nghiệp, một hộ kinh doanh thì nó rất đơn giản. Nhưng mà để giải thể một doanh nghiệp thì chúng ta vô cùng phức tạp. Thế thì nó có rất nhiều các yếu tố tác động lên. Thì tôi nghĩ rằng là hiện tại chúng ta năm 2018 chúng ta có cái luật hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, vừa và nhỏ và siêu nhỏ đấy. Thì chúng ta có luật để hỗ trợ các cái doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ như thế. Nhưng mà trên thực tế, cái tác động của cái luật đấy đến với những doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ như thế nào, chúng ta vẫn còn đang rất là mơ hồ. Ví dụ như là tôi thấy rằng là trong luật thì quy định là nào được hỗ trợ về báo cáo thuế, hỗ trợ về đào tạo. Thế thì ai là người đào tạo cho doanh nghiệp? Và những cái doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ đấy họ được tiếp cận như thế nào? Và cái chính sách pháp luật nó tác động đến cái doanh nghiệp ấy thực tế ra làm sao? Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta làm, có thể nói là cái thực thi nó chưa tới. Và nó thật sự nó làm cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ đến bây giờ, nếu mà là doanh nghiệp thì người ta nghĩ rằng là những cái lợi ích của cái luật này đem lại chưa nhiều. Thì chính vì thế nên nó cũng chưa thể tạo ra một cái, có thể nói là một cái thỏi nam châm để mà thu hút những cái doanh nghiệp, những cái hộ kinh doanh cá thể để họ chuyển đổi. Họ chưa sẵn sàng. Lại nói về luật, vậy thì cái việc mà bổ sung hộ kinh doanh cá thể vào trong luật doanh nghiệp sửa đổi cũng có rất nhiều ý kiến khác nhau ạ. 6 số cũng là rất nhiều ý kiến khác nhau. Các khách mời đề nghị thế nào? Trong cái bối cảnh ý mà chúng ta đang thấy rằng là trong một số các cái quy định thì cũng có nêu rất là rõ, đối với một số hộ kinh doanh mà có sử dụng 10 lao động liên tục trở lên thì cần phải chuyển đổi lên thành doanh nghiệp. Thế thì với những quy định như vậy thì luật doanh nghiệp sửa đổi trong cái bối cảnh như vậy thì luật doanh nghiệp trong cái nhân dịp cái việc sửa đổi như thế này thì cũng có bổ sung thêm một cái chương, là cái chương về hộ kinh doanh, để mà những cái hộ kinh doanh mà họ sử dụng trên 10 lao động họ có cơ hội là thực hiện đúng các cái quy định của pháp luật khi mà họ sử dụng trên 10 lao động. Thế thì tuy nhiên ý, đối trong cái dự thảo luật doanh nghiệp và các phần nội dung liên quan đến hộ kinh doanh ý, thì thực sự nếu mà đọc vào những cái điều khoản bổ sung như vậy thì chúng ta rõ ràng là nếu như mà hộ kinh doanh họ đọc vào thì họ cũng chưa nhìn thấy cái lợi ích của cái việc là họ chuyển từ hộ kinh doanh lên thành doanh nghiệp là có lợi ích như thế nào. Bởi vì ở đó cũng chỉ quy định rằng là thế nào là hộ kinh doanh và cái thủ tục về đăng ký và thủ tục về thu hồi giấy phép trong trường hợp là họ không đáp ứng được những yêu cầu nữa. Thì với những quy định như vậy thì nó chưa đủ để mà khuyến khích doanh nghiệp, các hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp. Và tôi quay trở lại cái luật hỗ trợ doanh nghiệp và nhỏ và vừa mà anh ấy vừa có đề cập. Thì trong cái luật đó thì cũng nói rằng là chính phủ phải có những cái chính sách nọ kia để hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.
Thì tuy nhiên ấy thì những cái chính sách cụ thể đó thì nó không phải nằm ở trong luật anh ạ, mà nó được thể hiện bằng các cái nghị định, các văn bản của chính phủ. Thế thì cho đến nay thì những cái văn bản của chính phủ mà đề cập tới những cái chính sách mà hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp, cho các hộ kinh doanh ấy, hay là doanh nghiệp rất là nhỏ và siêu nhỏ ấy, thì chủ yếu mới nằm ở một vài các cái cắt giảm về mặt chi phí rất là nhỏ. Ví dụ như là miễn thuế môn bài này, trong 3 năm đầu tiên này, hay là miễn cái phí, các cái phí về truy cập thông tin này, hay là miễn cái phí ban đầu trong việc thành lập doanh nghiệp. Thì những cái chi phí đấy nó quá nhỏ so với cả một cái quá trình vận hành của cả một cái vòng đời của doanh nghiệp. Chính vì thế mà các hộ kinh doanh thì họ vẫn đang rất là lưỡng lự. Bởi vì tôi nhìn thấy rằng là luật của chính phủ, luật của Quốc hội thì đã có rồi. Nhưng mà nghị định hiện thực hóa thì bằng những cái quy định như vậy thì thực sự là chưa có sự hấp dẫn đối với các cái hộ kinh doanh. Bên cạnh đó, với cái dự thảo của luật doanh nghiệp mà chúng ta kỳ vọng sẽ được thông qua trong cái kỳ họp Quốc hội tới đây, thì những cái nội dung mà lợi ích của hộ kinh doanh thì chưa thấy đâu, mà những cái thủ tục thì chúng ta đã thấy thêm rồi. Thế thì rõ ràng ở đây là chúng ta chưa nhìn thấy rằng là những cái động lực, những cái lực hấp dẫn để mà các hộ kinh doanh này họ chuyển lên cái hình thức về bằng hình thức doanh nghiệp. Thế thì cần phải tìm ra xem là cái rào cản nó đang nằm ở đâu. Cái vấn đề là chúng ta cần phải kiến nghị xem là những cái vướng mắc nào, hay những rào cản nào, những cái giải pháp nào nó thiết thực hơn, nó sâu sắc hơn để mà khuyến khích cái doanh nghiệp, hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp. Thì tôi nghĩ rằng là những cái vấn đề về hành lang pháp lý cần phải củng cố hơn nữa và hoàn thiện hơn nữa. Chứ đối với luật doanh nghiệp này tôi nghĩ là vẫn chưa đủ. Tôi nghĩ rằng là để mà chuyển thành doanh nghiệp ấy, và đối để khuyến khích, thì thứ nhất ấy là các hộ người ta phải hiểu rằng là khi họ chuyển thành doanh nghiệp thì ảnh hưởng như thế nào đến họ, kể cả về kể có những cái là có cái lợi và có cái bất lợi. Thực ra mình có thể nói rằng là như vậy họ sẽ được cái gì và họ sẽ phải làm thêm những cái gì. Chứ tôi cũng chưa nói rằng là cái chuyện về bất lợi, vì mọi người nói rất là nhiều về chuyện là họ phải nộp thuế nhiều hơn, cũng chưa chắc đâu ạ, chưa chắc họ phải nộp thuế nhiều hơn, nhưng mà sẽ có một số những cái yêu cầu về mặt pháp lý mà họ phải làm. Tôi chỉ lấy một cái đơn giản thôi, là về công ty thì người ta phải có mã số thuế, họ phải kê khai. Thì thực sự là nói có thể rất là nhiều các cái doanh nghiệp hoặc là các hộ gia đình họ còn không biết là phải làm như thế nào cả. Họ phải làm cái gì, họ kê khai như nào, sổ sách họ giữ như thế nào. Đến khi mà họ chưa hiểu được là cái ảnh hưởng đó đối với họ như thế nào, và nó đưa lại họ được và mất, bao giờ người ta cũng sẽ có, người ta gọi là một cái quyền lợi và lợi ích và chi phí, để họ cân bằng được đong đo như vậy thì họ sẽ e ngại. Cũng như là vấn đề của luật doanh nghiệp hiện nay chúng ta đưa vào trong một cái chương về mặt đúng là người ta nhìn vào họ chỉ thấy là thủ tục thôi, chứ còn họ chưa thấy được, họ hiểu được rằng là nếu như mà một cái hộ kinh doanh được đưa vào trong luật, họ được bảo vệ của pháp luật, họ bảo vệ cho họ những cái quyền lợi gì, thì và cái mục đích mà đưa vào trong luật sẽ giúp được cho họ những cái gì, thì cái đấy nó cần phải rõ. Hoặc nếu không thì chắc chắn là người ta sẽ chỉ thấy là thêm phức tạp, thì người ta sẽ không ủng hộ. Nên tôi nghĩ rằng là trong đấy thì cái mục đích có thể đâu là bắt đầu là khi ta đưa vào đấy thì nhằm giải quyết những vấn đề gì, hỗ trợ như vậy cho, nếu mình nói rằng hỗ trợ cho sự phát triển, nhưng mình không thể chỉ nói chung chung như vậy được. Nó phải là cụ thể hơn ở trong cái viện phát triển là như thế nào, cái gì là cái cụ thể, bởi đối với những người họ cần phải thực tế chứ không phải là về mặt lý thuyết. Cũng đã có một số những cái hỗ trợ cụ thể rồi. Vâng. Nhưng nó còn quá nhỏ. Ừ, hỗ trợ đấy thì nó quá ít và họ cảm thấy không đủ hấp dẫn để họ có thể chuyển đổi. Vâng. Cái này chắc chắn luật sư sẽ có thông tin chi tiết hơn. Tôi thấy rằng là tôi đọc qua một chút về cái dự thảo sửa đổi luật doanh nghiệp ấy. Thì tôi thấy rằng là trước hết chúng ta phải nhìn nhận là luật doanh nghiệp là một trong số ít luật mà có thể nói là ít gây tranh cãi nhất từ trước đến nay. Chúng ta có rất nhiều luật, thậm chí bộ luật hình sự vừa ban hành xong đấy có đến 100 lỗi. Nhưng mà cái luật doanh nghiệp năm 2014 ấy, thì chúng ta đưa ra thì nó còn rất nhiều những cái tranh cãi, có một số điểm. Nhưng mà về cơ bản tôi đánh giá là luật doanh nghiệp nó tương đối là đáp ứng được cái yêu cầu trong cái thời điểm đó. Thế thì với cái tần suất là sửa luật như luật doanh nghiệp thì khoảng 5 năm đến 10 năm chúng ta sửa một lần. Thế thì cái lần này đưa thêm một cái chương quy định về cái hộ kinh doanh vào trong luật doanh nghiệp ấy, thì tôi sau khi đọc dự thảo thì tôi thấy rằng là nó còn rất là những cái điểm, có thể nói điểm mù, và tôi chưa nhìn thấy được cái ý đồ của những nhà làm luật, cái mục tiêu cụ thể là đưa vào để làm gì. Bởi vì rõ ràng là chúng ta muốn tạo ra đâu đó, tôi nghe thông tin là chúng ta muốn đưa vào để có một cái vị thế pháp lý cho các hộ kinh doanh cá thể.
Nhưng mà rõ ràng là chúng ta không thể nói rằng cứ đưa một cái hộ kinh doanh cá thể vào trong luật là chúng ta họ có vị thế pháp lý. Cái đấy là hoàn toàn khác nhau. Thứ hai nữa là với cái xu thế làm luật của thế giới thì tôi thấy rằng là các quốc gia mà có cái hệ thống pháp luật mà phát triển ấy, thì họ xu thế là họ đi rất là tinh, đi rất là gọn. Có nghĩa là từng luật chuyên đề, chuyên môn ấy là họ sẽ tách biệt ra. Ví dụ như rất nhiều nước phát triển họ không có luật doanh nghiệp. Ví dụ như là về công ty trách nhiệm hữu hạn thì họ sẽ có luật về công ty trách nhiệm hữu hạn. Luật về công ty cổ phần thì họ có luật công ty cổ phần. Nhưng mà chúng ta lại như thế này thì cái xu thế thì tôi thấy là đang đi ngược lại. Chúng ta lại gộp thêm vào. Mà đúng ra phù hợp với thế giới mà sau này nó có thể điều chỉnh được cận kẽ hơn mọi cái góc cạnh ấy, thì chúng ta phải tách ra. Thế thì bây giờ đưa thêm cái hộ kinh doanh cá thể vào luật doanh nghiệp ấy, thì về mặt pháp lý là chúng ta đang làm cho luật doanh nghiệp nó méo mó đi. Đấy, hoàn toàn chúng ta có thể để ngoài và chúng ta có luật riêng điều chỉnh về cái đối tượng là hộ kinh doanh. Bởi vì rõ ràng là với cái mức đóng góp 30% GDP vào nền kinh tế thì đây là những cái đối tượng rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta chỉ có một vài cái chương điều sơ sài chúng ta đưa vào như thế thì tôi nghĩ rằng là cái tính gọi là nó có một cái sự vội vã, nó chưa cẩn trọng. Và nếu mà chúng ta không cẩn trọng thì cứ theo cái đà này 5 đến 10 năm chúng ta mới sửa luật một lần. Thì lúc ấy chúng ta sẽ làm khó. Và tôi nghĩ rằng là với cái hiện tại bây giờ thì nói là các cái hành lang pháp lý cho doanh nghiệp tư nhân bảo chưa có thì không hoàn toàn đúng. Bởi vì luật quản lý thuế, thứ hai nữa rằng là nhiều các văn bản pháp luật liên quan, kể cả là cái nghị định hướng dẫn về cái thi hành luật doanh nghiệp cũng đã đề cập đến cái hộ kinh doanh cá thể rất là nhiều rồi. Thế mà bây giờ chúng ta đưa vào mà không rõ ràng thì chúng ta lại một tạo ra một cái cuộc tranh cãi, và chúng ta lại có thể nói làm khó chính một cái các cái đối tượng mà đóng góp rất lớn cho GDP. Thế còn thông thường ấy thì tôi thấy rằng là nếu ai cũng hiểu rằng là khi mà lên công ty thành lập doanh nghiệp ấy thì nó có rất nhiều cái lợi ích. Đơn giản nhất là xuất hóa đơn. Nếu mà là hộ kinh doanh cá thể thì phải hóa đơn trực tiếp đúng không ạ? Thì nếu mà lên công ty thì hóa đơn được khấu trừ thuế. Thì cái đấy là khách lợi ích của khách hàng, là người ta nhìn thấy dễ và người ta bán hàng dễ hơn. Thì chúng ta nói thật là chúng ta không cần phải dạy hộ kinh doanh cá thể. Họ rất biết là lợi ích của họ đâu. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải chế biến một cái món ăn thật là ngon để mà hấp dẫn họ, để mời họ vào. Hoặc là họ tự nguyện họ đến ăn, lựa chọn chúng ta. Họ biết ở đâu nhưng mà họ vẫn không muốn lên thì chắc chắn là cái phần mà họ, tức là nếu mà họ được giữ được và mất thì chắc chắn là họ phải thấy là họ được không bằng với cả mất, đúng không? Chính xác. Vâng. Bữa nay tôi cũng có lẽ là hơi bị ngứa nghề. Với kể cả hộ kinh doanh cá thể họ muốn mua hóa đơn, có thể hóa đơn trực tiếp thì nó vẫn được khấu trừ thuế đấy ạ, chứ không phải là không được đâu. Thế cho nên là đúng là như vậy, là khi họ phải nhìn thấy rất rõ cái lợi ích cho họ, và cái lợi ích đấy nó phải cao hơn nhiều so với lại cái chi phí mà họ bỏ ra thì họ mới quan tâm. Và nói chung là ai cũng vậy thôi, họ là những người kinh doanh, họ là những người rất là biết, và họ sẽ tự đánh giá được là những cái gì mà đem lại được lợi cho họ. Và với cái môi trường pháp lý hiện nay, nếu chúng ta có 5,5 triệu hộ và là đóng góp được 30% vào GDP, có nghĩa rằng cái cơ môi trường pháp lý ở đây vẫn đủ thông thoáng để cho các cái hộ kinh doanh họ phát triển và họ hoạt động rất là nhiều, và họ đóng góp một cái vấn đề lớn. Thế thì tất nhiên rằng là chúng ta nên có những cái khuyến khích để mà cho những cái doanh nghiệp nào hoặc là những cái hộ kinh doanh cá thể nào có mong muốn phát triển mạnh hơn thì họ có một cái con đường họ có thể chuyển đổi một cách thuận lợi, thì tôi nghĩ là cái đấy nó là hoàn toàn tốt. Thế tuy nhiên là chúng ta đừng nghĩ được rằng là chuyển đổi được càng nhiều thì nó càng ấy, hoặc là chúng ta được sớm, thì tôi nghĩ là cái đấy nó lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Thế còn đưa vào trong một cái luật thì tôi cũng hoàn toàn đồng ý với bạn. Thứ nhất, chúng ta phải hiểu được rằng là chúng ta đưa cái chương đợi cái đấy vào trong luật doanh nghiệp nhằm mục đích gì, tạo môi trường pháp lý hay quản lý hay là cái gì, thì chúng ta đưa vào ở mức độ, bởi vì ngoài từ đấy ra nó sẽ còn có rất là nhiều các cái luật bên cạnh khác, bởi nếu không thì chúng ta sẽ dẫn đến cái chuyện là chúng ta lại làm cho cái hoạt động, cái quản lý của họ nó sẽ còn khó hơn. Bởi vì hiện nay thì các hộ đấy có thể là với phường, với quận hay với để người ta quản lý, với cái số lượng nó rất là lớn. Khi chúng ta đưa vào doanh nghiệp có thể liên quan đến cả cái vấn đề về quản lý sau này, thì chúng tôi cũng chưa biết là nó có liên quan hay không, bởi vì hiện nay cái chương đấy nó quá là chung chung và nó rất là ngắn, cho nên cũng chưa ai biết được là thực ra là cái dự định trong tương lai đối với cái đội đấy là như thế nào, quản lý như thế nào và mục đích và cái như thế nào. Thì hiện nay là chúng ta vẫn chỉ là ở trong cái chuyện là chúng ta đoán. Mà chính vì là mọi người không rõ, mọi người đoán, cho nên nó có rất là nhiều các cái luồng tư tưởng khác nhau, ý kiến khác nhau. Chứ còn nếu mà rõ thì tôi nghĩ rằng là mọi người dễ dàng hơn ở trong cái chuyện rằng là đưa ra những cái ý kiến mà nó chính xác. Nhưng thực ra là hiện nay tôi nghĩ rằng là kể cả những người mà đang xem xét về dự thảo hay là nghiên cứu cũng chưa biết được cụ thể là cái gì. Thì cái đấy là tôi nghĩ rằng đấy là cái điều mà mông lung nhất mà mọi người e ngại nhất khi mà chúng ta không hiểu
là cái đó ảnh hưởng nó như thế nào? Thực ra có một cái khía cạnh mà tôi nghĩ rằng là nó là thực tế nhất, nhưng mà mọi người khi mà xây dựng cái dự thảo này rồi rất nhiều cái cuộc thảo luận này chúng ta hay né bởi vì nó nhạy cảm, là bởi vì góc độ là tại sao các hộ kinh doanh họ không muốn lên làm doanh nghiệp, mặc dù đôi khi là lợi ích là hơn ấy. Bởi vì tất nhiên là đối với phần lớn là những hộ kinh doanh nhỏ lẻ cá thể hay theo mùa vụ ấy, thì họ không có lợi ích, nhưng mà có cái đối tượng mà để tiệm cận với việc lên doanh nghiệp thì cũng rất nhiều chứ không phải ít, nhưng mà họ vẫn cố tình họ lách ở đây thì ví dụ nhà nước thì thậm chí là thất thu thuế, rồi có thể có những cái doanh nghiệp tiệm cận đấy họ có thể họ mạnh dạn họ đưa chuyển đổi lên doanh nghiệp thì họ sẽ đóng góp nhiều hơn cho xã hội, họ đóng được thuế nhiều hơn, họ tạo được nhiều công ăn việc làm hơn đấy. Tuy nhiên là họ không muốn lên ấy, thì chúng ta phải nhìn vào cái nội tại, phải nói thẳng thắn là cái việc mà là cái cơ chế một cái bộ máy quá cồng kềnh nên dẫn đến cái việc là chúng ta đôi khi là làm khó doanh nghiệp, đẻ ra các thủ tục. Ngay bản thân các công ty bây giờ chúng tôi làm luật thì ví dụ như là có những doanh nghiệp mà mở doanh nghiệp ra thì bây giờ chỉ một tuần là xong thôi. Nhưng mà bây giờ mà để làm phá sản hay giải thể một cái doanh nghiệp ấy, thậm chí là mất nhiều năm không làm nổi. Thế thì rồi chưa kể đến đội ngũ cán bộ đôi khi là kiểm tra thanh tra làm những cái việc là sách nhiễu doanh nghiệp đấy. Chính vì thế nên là họ không phải là họ sợ lên để mà phải đóng thêm thuế, mà họ lại sợ lên là bị hành. Mà cái đấy là cái tôi nghĩ rằng là nguyên nhân rất lớn. Thế chúng ta một mặt chúng ta giải quyết về hành lang pháp lý, nhưng chúng ta cũng phải giải quyết về cái việc rằng là chúng ta phải tạo ra được những cái làm sao cho thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động, tạo được cái môi trường kinh doanh tốt. Vâng. Thì hữu xạ tự nhiên đương thì họ sẽ lên. Vâng. Vâng, tôi rất là hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Huế, nhưng mà tôi cũng có bổ sung thêm là khi mà các doanh nghiệp các cái hộ kinh doanh mà chuyển đổi lên thành doanh nghiệp ấy, thì mà hoạt động trong những cái ngành nghề mà kinh doanh có điều kiện thì họ phải đáp ứng, phải nói là hàng rào các cái điều kiện liên quan. Thì chính bởi những cái điều kiện như vậy thì khiến cho các cái hộ kinh doanh họ rất là lưỡng lự khi mà họ quyết định là họ có thành doanh nghiệp hay không. Bởi vì muốn thành doanh nghiệp là anh phải đi xin các loại chứng chỉ rồi, anh phải xin các loại giấy phép này, và anh phải bị hậu kiểm rồi kiểm tra liên tục. Thì rõ ràng là những cái rào cản như vậy khiến cho là hộ kinh doanh cũng là một trong những cái điểm mà hộ kinh doanh họ rất là lưỡng lự. Và gần đây thì tôi cũng thấy rằng là chính phủ thì cũng đang có cái dự thảo rằng là sẽ giảm cái phí cho doanh nghiệp khi mà làm các cái thủ tục liên quan tới việc là trong hoạt động trong những cái ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Nhưng tôi nghĩ là cái phí nó không phải là cái mà quyết định đối với cái quyết định của doanh nghiệp là có thành lập doanh nghiệp hay không. Bởi vì là cái phí nó chỉ là một cái phần nhỏ thôi, phí chính thức nó nhỏ lắm. Nhưng những cái hàng rào, cái thủ tục đấy mới là cái mà gây khó cho doanh nghiệp. Chính vì thế mà bên cạnh cái việc là chúng ta đang cố gắng là luật hóa, pháp lý hóa cái địa vị của hộ kinh doanh, thì nên chăng chúng ta lại vẫn phải nhấn mạnh hơn tới những cái hàng rào về quy định, ví dụ như là điều kiện kinh doanh, ví dụ như là thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp. Thì khi mà những cái hàng rào đó nó cắt giảm đi, nó bớt đi, nó thông thoáng như là đối với hộ kinh doanh bây giờ, thì tự hộ kinh doanh họ sẽ chuyển thành doanh nghiệp. Bởi vì rõ ràng là nếu như muốn làm ăn một cách lâu dài và bền vững và cái quy mô càng ngày càng mở rộng thì chắc chắn rằng hộ kinh doanh họ cũng có mong muốn trở thành doanh nghiệp. Bởi vì vươn ra thế giới thì không thể mãi là hộ kinh doanh được. Vươn ra thế giới thì phải có những cái mô hình kinh doanh nó chuyên nghiệp hơn và phải đảm bảo rằng là chúng ta phù hợp với thông lệ quốc tế. Vì thế mà tôi nghĩ rằng là bên cạnh cái việc là chúng ta đang cố gắng là pháp lý hóa cái địa vị này, thì nên chăng là chúng ta tập trung thêm nhiều hơn, sâu hơn và mạnh hơn vào việc là chúng ta cắt bỏ đi những cái rào cản về quy định, về thủ tục hành chính, thì tự khắc chúng ta khuyến khích một cái nhóm hộ kinh doanh mà họ đang ở cái tiệm cận với cái kinh doanh lớn chẳng hạn, gọi là doanh nghiệp đấy, thì họ sẵn sàng họ chuyển đổi mà chúng ta không cần phải có bất kỳ một cái giảm chi phí nào hay là hỗ trợ nào cả. Mà tôi nghĩ rằng là tự nguyện họ sẽ tham gia như vậy. Và đặc biệt nữa thì tôi cũng rất là đồng ý với anh Huế rằng là chúng ta phải giám sát hơn cái việc thực thi. Quy định của chúng ta khá là rõ ràng chẳng hạn, nhưng mà cái việc thực thi rồi cái hành xử của cán bộ công chức thì cũng chính là một trong những cái mà lưỡng lự đối với hộ kinh doanh. Thì nếu như chúng ta áp dụng điện tử, áp dụng cái hệ thống công nghệ thông tin, áp dụng điện tử, chúng ta dỡ bỏ các quy định, không còn quy định nữa thì cũng không có cái cơ hội để mà gây khó cho doanh nghiệp nữa. Thì cũng chính là cái mà góp phần là thúc đẩy cho cái hộ kinh doanh, khuyến khích họ chuyển đổi lên thành doanh nghiệp. Thay vì là chúng ta chỉ cố gắng là chỉ tập trung vào vấn đề pháp lý, thì chúng ta làm thêm những đồng bộ thêm những cái biện pháp khác như là quy định như vậy, thì tôi nghĩ là cũng sẽ hiệu quả.
thì tôi nghĩ rằng là có lẽ là cái cuối cùng vấn đề tất cả mọi người cùng thống nhất ở đây hay ở chỗ là làm thế nào mà chúng ta xây dựng được một cái, tôi nghĩ là một cái môi trường kinh doanh nó thuận tiện cho doanh nghiệp để khuyến khích cho các cái, bởi vì rõ ràng một điều, quay người trở lại chúng ta sẽ thấy là đối với các hộ gia đình hay bất kỳ một ai thì họ sẽ lựa chọn cái nào mà đem lại cái sự lợi ích cho họ thứ nhất, và cái lợi ích này nó có nhiều từ nhiều chứ không hoàn toàn là về vấn đề tài chính, đúng không ạ? Đấy, thì cũng giống kể cả các cái yêu cầu hay là đấy. Cho nên chúng ta khi mà chúng ta làm như vậy thì chúng ta không cần phải có những sức ép gì cả, thì họ sẽ tự động họ sẽ tự nguyện và họ sẽ chuyển đổi, họ phát triển. Nó chỉ đơn dần, nó đơn thuần nó là như vậy thôi. Chứ nó cũng không có một cái gì là thì đưa vào hay không đưa vào trong các quy định, chúng ta đưa nó rất là nhiều ở trong cái việc là chúng ta xây dựng cái này kia, như tôi nghĩ rằng là nó nhiều hơn như vậy nữa. Nó rộng hơn trong cái vấn đề là chúng ta đưa vào luật hay là chúng ta kể cả các vấn đề triển khai, kể cả vấn đề ấy, vì đấy là cái mà người ta cảm nhận là hoạt động của họ hàng ngày. Đấy thì ở đây thì có cả chuyên gia về tài chính, cả luật sư, cả đại diện của chuyên gia kinh tế nữa. Thì các số trước cũng đã tranh luận về chuyện này. Tức là hai cái rào cản lớn nhất để các hộ kinh doanh chuyển lên thành doanh nghiệp. Thứ nhất là mọi người nói là thuế. Thứ hai là vấn đề liên quan đến những cái thủ tục. Rồi các doanh nghiệp thì sẽ bị để ý nhiều hơn bao nhiêu những cái khúc mắc, rồi bị thanh tra, kiểm tra thường xuyên. Thì cái nào mới là cái chính? Thì các số trước thì vẫn nói về việc là đa phần là vẫn câu chuyện là thuế. Nếu mà chúng ta tác động vào chính sách thuế thì có sự công bằng giữa hộ kinh doanh và doanh nghiệp, thì các hộ kinh doanh sẽ buộc phải chuyển lên doanh nghiệp, bởi vì họ không thể núp dưới cái hàng rào là hộ kinh doanh để mà với những chính sách thuế khoán hiện nay. Tôi không nghĩ đến như thực ra có vì tôi lại là người làm về thuế nhiều. Tôi nghĩ là cái đấy có thể mọi người, bởi vì thuế nó liên quan đến tiền, nhưng mà tôi nghĩ rằng là đưa ra nhiều thì nó là như vậy. Nhưng tôi nghĩ là nó nhiều hơn như thế, chứ không phải là chỉ vấn đề thuế đâu. Bởi vì đối với thuế khoán thì doanh nghiệp, đối với các hộ kinh doanh đã là thuế khoán, có thể bao giờ họ phải nộp như vậy. Nhưng đối với doanh nghiệp chẳng hạn thì thông thường cái đấy là thuế lợi ở đấy thôi, thì họ có thể khi đầu tư, họ có thể khi thu phí, khi lỗ họ không phải nộp thuế rồi vân vân, và họ có rất là nhiều một số các cái ưu đãi và các cái chính sách khác nữa. Thế nhưng mà ngoài cái vấn đề đấy ra thì tôi nghĩ rằng là cái phần chi phí mà họ đưa ra thì nó không phải chỉ cái tiền đồng tiền nộp thuế, cái đấy nó chỉ là một cái phần nhỏ. Tôi thì nghĩ đứng về phía phương diện kế toán, về mặt tài chính ấy, cái tôi nghĩ rằng là ảnh hưởng rất là lớn, mà tại sao cuối cùng nó lại ảnh hưởng đến thuế, chính là phần lớn các cái doanh nghiệp hay là các cái hộ gia đình của mình ấy, ở đây là gia đình, họ không có những cái hiểu biết về mặt tài chính kế toán. Cho nên khi mà họ phải thành doanh nghiệp ấy, thực sự là họ sẽ không thể nào đáp ứng được các cái yêu cầu về sổ sách kế toán mà một doanh nghiệp cần có. Mà nếu bây giờ mà bảo họ đi thuê người cũng không phải đơn giản, tự nhiên đối với họ đấy là phát sinh thêm một cái chi phí chi thuế, cái đấy có khi nhiều hơn cả số thuế họ phải nộp. Thì tôi nghĩ những cái chi phí phát sinh nó liên quan đến các vấn đề về tuân thủ, theo tôi nó sẽ lớn hơn rất là nhiều. Đấy. Thì cái đó ví dụ nó đấy là thêm một phần. Quay trở ngược trở lại thì chúng ta cũng lại đi vòng quanh trở lại với cái vấn đề là cái lợi ích và cái chi phí mà họ phải bỏ ra nó nhiều hơn. Và có thể là rất là nhiều những cái chủ hộ kinh doanh ấy, họ cũng sẽ chưa hiểu hết được rằng là chủ doanh nghiệp thì họ cần phải làm thêm cái gì. Thì riêng cái chuyện mông lung đấy tôi nghĩ là cũng là một cái phần lớn cũng đau lòng lại không muốn lợi. Nhưng mà ở lại quay lại ở đây ý, thì chúng ta phải nói là có thể là chúng ta bởi vì với 5,5 triệu thì chắc một phần lớn trong số đấy chắc không phải là cái đối tượng để mà mình đặt đấy. Đa phần không phải là đối tượng, thì đấy là những cái đối tượng. Thì bây giờ vấn đề chúng ta cũng không nên tập trung nhiều, mà chúng ta chỉ cần tập trung vào cái nhóm mà nó đủ lớn, hoạt động ở trong những cái ngành mà thực sự là có cơ hội phát triển để tạo thành doanh nghiệp, thì cái gì sẽ là giúp họ. Chứ còn nói chung là những cái nhóm kia bây giờ chúng ta cứ nói đến là các bà bán phở các thứ thì ta quên đi, chúng ta không việc gì cứ để họ tiếp tục làm công việc của họ. Đấy, thì bởi vì nếu mà chúng ta cứ giữa nhóm này với nhóm kia thì chúng ta sẽ cứ đi trong một cái máu bòng bong đấy, thì tôi nghĩ rằng chúng ta không bao giờ có thể ra được để mà có thể đưa ra được một cái chính sách mà bảo rằng là đáp ứng được cho cả 5,5 triệu. Chắc chắn là không có. Chắc chắn là tập trung vào cái phần đấy thôi, và như vậy cái nhóm đủ điều kiện thôi. Thì ngoài cái đấy ra thì có thể tôi nghĩ rằng là cái vấn đề mà đã gọi là vấn đề truyền thông, vấn đề giải thích, vấn đề hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp đấy, họ phải tìm hiểu và làm sao mà họ có thể họ được hiểu biết hơn về các cái lợi ích của họ. Thì họ sẽ tự nguyện đúng không? Họ sẽ tự nguyện chuyển, và họ sẽ có những cái tổ chức mà có thể hỗ trợ họ trong cái thời gian ban đầu. Thì cái đấy cũng là cái phần mà người ta sẽ hợp lý hơn cho cái đối tượng đấy. Vâng.
tôi cũng thấy rằng là bây giờ chúng ta nói rằng là không biết là vấn đề về thuế quan trọng hơn hay là thủ tục quan trọng hơn hay là thực thi quan trọng hơn, thì tôi nghĩ là mình chưa có một cái nghiên cứu nào là tổng thể để mình đo lường đánh giá xem là tại vì thuế quan trọng hơn, thuế khoán quan trọng hay là tại vì cái việc thực thi quan trọng. Ở đây thì mình phải xác định xem là, tôi cũng rất là đồng ý với chị Vân là mình phải xem là cái nhóm các cái doanh nghiệp mà họ đang ngấp nghé, mà họ cũng có mong muốn, thực sự họ cũng có mong muốn, hoặc là họ không biết, không có sự hiểu biết để họ muốn trở thành doanh nghiệp chẳng hạn. Thế thì mình xem là thuộc cái lĩnh vực nào, thuộc cái ngành nghề nào, và nó là ngành nghề thương mại dịch vụ hay là ngành nghề về sản xuất, thì để mình có những cái chính sách mà hỗ trợ cụ thể cho những cái nhóm doanh nghiệp đó. Chứ đúng là 5,5 triệu hộ kinh doanh mà chúng ta nghĩ cho cả 5,5 triệu thì đúng là một cái chính sách rất là rộng. Và nên chăng là chúng ta khoanh vùng lại để xem là cái nhóm đối tượng và chúng ta cần có cái nghiên cứu cụ thể xem là đối với các cái hộ kinh doanh nhỏ bé li ti như vậy thì nó nằm tập trung chủ yếu ở cái mảng lĩnh vực nào, thương mại dịch vụ hay là sản xuất hay là thủ công nghiệp chẳng hạn, ví dụ như vậy. Thì mình có khoanh vùng lại và có những chính sách trực tiếp liên quan tới các cái nhóm của các hộ kinh doanh đó. Nhưng ở đây thì tôi cũng muốn nhấn mạnh một chút là thuế luôn luôn là một trong những cái ưu tiên của các cái hộ kinh doanh. Không phải chỉ của hộ kinh doanh mà doanh nghiệp cũng vậy. Cứ liên quan đến tiền. Chính vì thế mà tôi nghĩ rằng cái thuế bao giờ cũng là cái vấn đề quan trọng nhất đối với các cái hộ kinh doanh. Và có thể là không quan trọng phải là ngang hay là nhiều hơn bao nhiêu, nhưng mà rõ ràng là một trong những cái giải pháp quan trọng. Bên cạnh đó, những cái rào cản về như chị Vân có nói liên quan tới các cái sổ sách kế toán, báo cáo kế toán, báo cáo về quyết toán thuế, bởi vì cái việc báo cáo đó nó còn liên quan đến thanh tra kiểm tra. Chính vì những cái yêu cầu về báo cáo như vậy thì nó gắn với vấn đề về thanh tra kiểm tra, lại vấn đề về thực thi sau này. Vì thế mà chúng ta cần có những dỡ bỏ bớt đơn giản hóa đi những cái thủ tục như vậy đối với doanh nghiệp. Và ở đây thì tôi thấy rằng là thuế luôn luôn là vấn đề quan trọng, nhưng bên cạnh đó thì những cái rào cản về quy định, về giám sát chặt chẽ hơn vấn đề thực thi, cũng như là ứng dụng công nghệ thông tin để chúng ta hạn chế cái việc tiếp xúc trực tiếp với cán bộ quản lý nhà nước, thì cũng là một cái cách hiệu quả để chúng ta khuyến khích doanh nghiệp, khuyến khích hộ kinh doanh lên thành doanh nghiệp. Nếu mà đứng từ cái khía cạnh mà giám sát hay là kiểm soát về việc thuế và tài chính, thì các bạn thấy rằng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì thực ra, hoặc là các hộ gia đình ấy, nếu mà xét về rủi ro của họ là thấp, bởi vì cái hoạt động của họ đơn giản. Chúng ta không thể, đối với các doanh nghiệp to nó phức tạp, cái rủi ro nó cao hay là các ấy, thì có thể họ sẽ có những cái, mình có những cái chính sách phức tạp. Nhưng mà đối với các cái hộ kinh doanh ấy, làm sao mà chính sách hỗ trợ cho họ kể cả thuế tài chính hay cái nó phải đơn giản, họ phải hiểu được. Chứ còn bây giờ mà yêu cầu họ cũng phải tuân thủ các cái quy định như là các cái doanh nghiệp lớn thì họ sẽ không bao giờ có thể làm được. Họ không có đủ trình độ, họ không thể có người, họ không đủ tiền để họ thuê những cái người mà có trình độ cao phải giúp cho họ, những người đấy cũng chẳng về làm cho họ. Thế thì chúng ta cũng phải biết là kể cả về mặt chính sách, tôi nghĩ rằng là về sau những cái chính sách về báo cáo, về tài chính, về nhân sự, về vân vân thì nó cũng phải đơn giản. Cho các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp siêu nhỏ đủ với lại cái hoạt động, vì hoạt động kinh doanh của họ đơn giản, cái trình độ quản lý của họ đơn giản, thì cái chính sách đấy của mình nó cũng phải đơn giản. Chứ nếu như mình làm phức tạp hóa quá thì thực ra là bản thân cái đấy họ nhìn thấy họ không hiểu là họ đã không dám rồi. Họ đã không muốn trở thành doanh nghiệp rồi. Tôi cũng thấy là hoàn toàn đồng ý với ý kiến của hai chị. Tôi thấy rằng là thứ nhất là cái trong số cái 5,5 triệu ấy, thì chúng ta phải thấy rằng là phần lớn là họ là những người mà một là theo mùa vụ, ví dụ như là trên cái vùng vải ở Bắc Giang chẳng hạn, thế có những doanh nghiệp tư nhân, công ty hộ kinh doanh ấy, chỉ có đến mùa thu hoạch thì họ mới đứng ra họ thu mua thôi. Đấy, rồi phần lớn nữa là sử dụng các cái lao động của gia đình để cho đỡ phải đi làm thuê hay là nhà có cửa hàng mặt đường thì buôn bán nhỏ lẻ. Đấy thì bây giờ chúng ta về mặt điều tra thì chúng ta phải có được cái con số. Vì chúng ta muốn đưa một chính sách tốt thì chúng ta phải có cái dữ liệu. Đấy, thì cái việc mà xác định dữ liệu nó rất quan trọng. Thì chúng ta tiệm cận đến những cái mà đối tượng, đúng đối tượng. Thứ hai nữa là khi mà có đúng đối tượng rồi thì chúng ta phải xua tan được cái tâm lý, bởi vì nếu mà như chị Chi nói là bây giờ đang lo ngại về thuế hay là lo ngại về thủ tục. Thực ra hai cái thuế và cái thủ tục thì nó tạo dẫn đến một cái, nó là cái tâm lý người ta rất là e ngại. Bởi vì những người kinh doanh ấy, dù là nhỏ thì là những người rất thông minh. Bởi vì tôi tiếp xúc nhiều, thấy kinh doanh ai cũng khôn cả. Thì người ta tính rất nhanh, người ta biết rằng là cái lợi cái gì. Và bản thân khách hàng của tôi cũng rất là nhiều người mà họ đang kinh doanh hộ cá thể. Và tôi cũng nói với họ là tại sao anh không lên công ty đi. Thì họ đưa ra giải thích rất là
gần như có một mẫu số chung. Ôi, lên công ty lằng nhằng lắm, chị anh cứ làm này nó lành hơn. Chứ lên rồi các ông ấy thấy to, suốt ngày các ông nhòm ngó, mệt lắm. Đấy, ví dụ như thế. Đấy, thứ hai nữa rằng là đúng là thuế thì nó rất quan trọng, nhưng tôi nghĩ rằng là chúng ta dùng cái từ chi phí thì nó sẽ chuẩn hơn. Bởi vì người kinh doanh, hộ kinh doanh là họ sẽ biết rằng là thế nào nó tiết kiệm hơn. Ví dụ như thuế nó chỉ một phần thôi. Như chị Vân chị nói, thuê kế toán, rồi cả một cái bộ máy quản trị, nó không hề đơn giản. Mà đây họ đang sử dụng lao động tại nhà. Thì cái chi phí, tôi muốn dùng từ chi phí, nó phát sinh lên rất cao. Thì đấy là cái điều mà dẫn đến họ lo ngại. Thế thì rõ ràng là bây giờ chúng ta phải tạo ra được một cái, chúng ta phải có đối tượng. Và chúng ta phải cho họ nhìn thấy được rằng là cái lợi ích của họ là cái gì. Và phải xua tan được cái nỗi lo của họ đi. Đấy, thì tôi nghĩ rằng là cái chủ trương thì tôi nghĩ là đúng, nhưng mà chúng ta phải đánh đúng đối tượng. Thì nếu mà chúng ta cứ tính 5,5 triệu hộ mà chúng ta tính được khoảng 5% mà họ lên, mà 5% họ lên chắc chắn là những tinh túy ở trong cái 5,5 triệu hộ đấy, thì cái đóng góp cho xã hội tôi nghĩ nó cũng rất lớn. Vâng, thưa các khách mời, cảm ơn ba khách mời đã rất là nhiệt huyết về các chủ đề của chương trình đối thoại. Khi mà chúng tôi đặt vấn đề ở trong các chương trình đối thoại trước ạ, thì cũng có rất là nhiều ý kiến khác nhau. Là đầu tiên chúng ta phải vẽ ra được cái bức tranh là hộ kinh doanh là gồm những cái đối tượng gì, họ như thế nào, những cái nhóm nào thì muốn lên hoạt động trong lĩnh vực gì, thì sau đó chúng ta mới có chính sách nó phù hợp được. Và sau khi mà vẽ ra được rồi thì chúng ta biết được là cái nhóm này họ muốn lên thì chúng ta phải dùng chính sách gì để khuyến khích. Rõ ràng là trong 7 số đối thoại thì cũng đã rất nhiều luồng thông tin khác nhau rồi, bởi vì chúng ta chưa có một cái gì thông tin cụ thể hay là dữ liệu chuẩn để mà chúng ta có thể đánh giá. Thế tuy nhiên đây cũng là một cách để tư vấn chính sách, cũng là một cách để truyền thông, để giúp mọi người có thêm thông tin trước khi mà đưa ra một cái quyết định gì đó liên quan tới ngay cả việc là đưa hộ kinh doanh cá thể vào luật đấy ạ. Cũng đã có rất nhiều ý kiến khác nhau chưa hiểu động cơ mục đích là gì. Đấy, thì rõ ràng chúng tôi nghĩ là những chương trình đối thoại rất là thú vị với nhiều thông tin từ các khách mời. Xin chúc các khách mời có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục tham gia và đồng hành cùng chương trình đối thoại ạ. Quý vị có thể xem lại chương trình đối thoại trên website kênh truyền hình VITV www.vitv.vn. Xin kính chào và xin được gặp lại quý vị trong các chương trình đối thoại tiếp theo ạ.